Một ngày làm việc của mình sẽ như thế nào? Đặc thù công việc của mình không như những công việc có thời gian cố định, thời gian dành cho công việc nhiều nên cũng không thể chăm lo cho sức khỏe được sát sao. Nhiều người nghĩ là nghề diễn viên của mình và các anh chị đồng nghiệp khác thơ mộng như phim ảnh, chỉ có vui vẻ và tiếng cười, nhưng đâu có thấy được. Đây này, đây này và đây nữa. Với tính chất công việc như thế, Thời gian nghỉ ngơi của mình luôn thất thường, cơ thể thường xuyên bị đau mỏi, nhất là khu vực cổ vai gáy, thắt lưng. Từ ngày có tinh dầu dưỡng khớp Fuji Care, mình đã không còn lo về những cơn đau thường trực nữa. Mỗi lần mà bị đau ở đâu, chỉ cần xịt một lớp lên da, sau đó massage từ từ, cơn đau sẽ được đẩy lùi. Công việc của mình có lịch trình thời gian không cố định, cũng không có nhiều thời gian tự chăm sóc bản thân kỹ lưỡng. Từ lúc biết đến sản phẩm tinh dầu dưỡng khớp Fujike, mình cũng đỡ phải lo lắng hơn. Tinh dầu dưỡng khớp Fujike được chiết xuất từ 11 loại thảo dược tự nhiên của Việt Nam, hỗ trợ khắc phục những triệu chứng của bệnh tê thấp, đau xương, giảm cái tình trạng mệt mỏi kể cả những người chơi thể thao hay là mang vác vật nặng sai tư thế. Đây đúng là, là thuốc nam dành cho người Việt Nam, là sản phẩm mà ai cũng nên có mang bên mình mọi lúc mọi nơi.